Tử vi tuổi Quý Mão 1963 tháng 5 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Quý Mão là những người sống rất ngay thẳng, thật thà, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Bởi vậy trong cuộc sống, họ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi. Dù có lâm vào hoàn cảnh khó khăn, cũng sẽ có quý nhân phù trợ giúp đỡ. Tuổi Mão mệnh Kim là những người giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú. Họ thể hiện tình cảm của mình một cách âm thầm, lặng lẽ. Trong công việc, tuổi Quý Mão luôn cố gắng, phấn đấu, tập trung cao độ vào mục tiêu, kế hoạch của mình. Họ có khả năng xử lý trong những tình huống đòi hỏi sự nhanh nhẹn, chính xác. Chính vì sự nhanh nhẹn nên dù ở độ tuổi này, tuổi Quý Mão vẫn có sự nghiệp vững vàng. Dù tìm kiếm cơ hội gây dựng lại sự nghiệp vẫn là điều có thể. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Quý Mão trong tháng 5 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Quý Mão sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của các bác tuổi Quý Mão trong tháng 5 âm lịch năm 2021. Mệnh chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 là những người tinh tế, gần gũi, lịch sự, quý phái. Họ thường gây ấn tượng với người khác bằng sự duyên dáng, nhạy cảm của mình. Trong tình yêu và các mối quan hệ thì họ rất cầu toàn. Tuổi Quý Mão rất khéo léo trong việc đối nhân, xử thế, biết lắng nghe, thậm chí chấp nhận thua trong các cuộc cãi vã để đổi lấy sự hòa giải. Chính vì vậy, họ có rất ít kẻ thù. Ngoài ra, tuổi Quý Mão thường có trí tuệ hơn người, làm việc rõ ràng, minh bạch. Họ thường đưa ra lời khuyên cho người khác và cũng thường làm theo gợi ý của ai đó nếu thấy điều đó đúng đắn. Tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Quý Mão cho thấy tinh thần của mệnh chủ bất ổn, đã chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Vì thế mà muốn có sự đột phá thực sự e rằng khó. Trong công việc, bản mệnh cần phải cố gắng để làm việc tốt hơn, chớ nên để cho tinh thần sa sút bởi những thất bại trước mắt. Công việc có lúc này, lúc khác, song nếu bản mệnh biết kiên trì và quyết tâm thì sớm muộn gì cũng sẽ thành công. May mắn trong thời gian này, quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho bản mệnh, giúp bản mệnh nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân. Song nếu bản mệnh suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì chưa chắc bản mệnh có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đồng thời, sự tính toán, nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh. Cho nên tuổi Quý Mão cần chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ. Có vậy thì cuộc sống của bản mệnh mới dễ thở, mới đón được thêm nhiều điều may mắn. Quý âm thủy gặp giáp xung mộc nên được gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các mệnh chủ tuổi Quý Mão. Nếu có cơ hội tốt, mệnh chủ cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bản mệnh ở phía trước. Bên cạnh đó, trong năm 2021, thái tuế là Sửu, để vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hành thông, thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963.
để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên các bác hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Quý Mão trong tháng 5 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Các bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963 là những người cả đời vật chất không thiếu, thường được quý nhân phù trợ, gặp hung hóa cát. Tuy nhiên trong thời gian này, may mắn trong sự nghiệp của các bác sẽ hầu như không có. Nếu các bác tự làm chủ thì may mắn trong sự nghiệp có thể còn tồi tệ hơn. Hơn thế nữa, tháng này môi trường thị trường không được tốt và công ty của các bác có thể sẽ có một loạt vấn đề cần giải quyết kịp thời. Nếu các bác đang điều hành một doanh nghiệp hợp tác với những người khác, các bác nên cẩn thận để ngăn chặn bên kia chạy trốn. Các bác cũng nên tự mình kiểm tra các tài khoản. Đặc biệt, để cải thiện vận may trong sự nghiệp vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Quý Mão hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với mệnh chủ, tài lộc kéo đến âm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Quý Mão để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Các bác tuổi Quý Mão trong tháng 5 âm lịch nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công suất lại kém suôn sẻ, các bác sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Ngoài thu nhập giảm mạnh, các bác tuổi Quý Mão cũng cần phải chi tiêu cho rất nhiều thứ trong tháng này. Các bác nên quản lý các vấn đề tiền bạc đúng cách và không nên đầu tư tất cả tiền của các bác vào một dự án duy nhất. Các bác nên phân tán để giảm thiểu rủi ro. Hơn nữa, khi các bác đi ra ngoài, đừng mang theo nhiều vật có giá trị ở bên mình, đề phòng bất trắc có thể xảy ra trong thời gian này. Đặc biệt, trong thời điểm này, các bác tuổi Quý Mão hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí sẽ giúp các bác khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc và may mắn. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và bình an cho các bác trong thời gian này. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình của các bác tuổi Quý Mão không được tốt. Các bác sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Các bác nên thư giãn và để bọn trẻ đó sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Các bác cũng đã sống quá nửa cuộc đời, các bác biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính mình. Không như vậy, ở tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ là quản lý nó. Người bạn đời bên cạnh các bác giờ đây đã trở thành người tâm giao, cùng nhau chia sẻ khó khăn, nuôi dạy con cái. Hai người đã ở bên nhau nửa đời người, đủ hiểu được cái gì cần thiết với gia đình mình. Bên cạnh đó, các bác cũng cần lắng nghe tâm tư của vợ, chồng mình để mối quan hệ của hai người được tốt hơn. Đừng áp đặt quan điểm cá nhân và bắt họ phải theo mình. Chính vì vậy, trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Quý Mão hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyết long, tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp các bác đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Đồng thời, vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ cho các bác. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tháng này, tình hình sức khỏe của các bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963 có thể hơi xấu. Một khi các bác bất cẩn, các bác có thể phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Dù lái xe hay đi xe, các bác nên thắt dây an toàn để tránh mọi nguy hiểm.
Nếu các bác có kế hoạch đi du lịch, đừng đi du lịch một mình. Nếu các bác đang đi ra nước ngoài, nếu được thì hãy hoãn lại. Nếu các bác mắc một căn bệnh cũ, hãy tránh một số thực phẩm nhất định và không ăn ngẫu nhiên. Nếu không, sẽ gây hại cho cơ thể. Đồng thời, các bác cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi của mình. Đặc biệt, các bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Ngoài ra, để vật phẩm phát huy tốt, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Quý Mão sinh năm 1963. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 5 âm lịch để các bác tuổi Quý Mão có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, kết thúc vào ngày 30 tháng 5, từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 9 tháng 7 dương lịch. Tháng Giáp Ngọ có nạp âm là Tích Lịch Hỏa, tháng Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần, tốt thành Hỏa cục, xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi. Trong tháng, các bác tuổi Quý Mão cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 5, tức ngày 18 tháng 6 dương lịch, nạp Giáp, đinh Dậu. Thứ hai, ngày âm lịch 21 tháng 5, tức ngày 30 tháng 6 dương lịch, nạp Giáp, kỷ Dậu. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các bác tuổi Quý Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để các bác tuổi Quý Mão tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 10 tháng 5, tức ngày 19 tháng 6 dương lịch, nạp Giáp, Mậu Tuất, nạp âm, bình địa mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 22 tháng 5, tức ngày mùng 1 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, canh Tuất, nạp âm, thoa xuyến kim. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đang chia sẻ vận trình tử vi của các bác tuổi Quý Mão trong tháng 5 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát, đi lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Đặc biệt, đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Thêm lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.